Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì gió biển đang ở dốc cầu chân cầu Tân Phong của thành phố Nam Định. Và thưa quý vị và các bạn, ở phía dưới của chân cầu này, một nửa vùng dân cư phía bên tay trái của gió biển đang bị ngập khá là nhiều, khi mà bên đó là một cái vùng trọng yếu tiếp giáp với con sông, với dòng sông đó. Ở cầu Tân Phong ngày hôm nay thì đã được thay đổi về diện mạo, đó là cái mặt đường này đã được trải áp phao nhựa mới và vạch kẻ đường rất là sắc nét rồi. Đấy, phía bên tay phải các sơn trắng và vạch kẻ đỏ làm cho rực rỡ cây cầu này hơn. Giáo biển nghe nói rằng là ở cái khu vực phía khu vực làng hoa, đấy, làng trồng hoa đấy, thì đã bị ngập hết. Và bây giờ thì đang nhìn thấy những cái hình ảnh thực tế bà con và lực lượng cứu hộ cứu nạn đang kè những cái nơi xung yếu đây mọi người. Đấy, đằng kia kìa mọi người, chỗ này thì hoa màu mất hết rồi. Đây là cái khu vực hoa màu đây mọi người. Chỗ này là cái vùng trồng hoa của bà con nhân dân. Đấy, chỗ này điện cái dây điện để thắp trồng hoa đây. Bây giờ nó là một cái biển nước rồi. Đấy, chỗ này này, nó lênh láng gần như xâm lấn hết cái phần đất liền chỗ khu vực này. Ruộng trồng hoa của bà con nhân dân coi như là mất trắng. Gió biển đang ở trên cây cầu Tân Phong. Ở dưới kia thì lực lượng dân quân và lực lượng an ninh đã xúc những cái bao cát đang tập kết và chèn chắn những cái phần xung yếu để ngăn những cái dòng nước lũ lớn như thế này hàng gần trăm năm, mấy chục năm mới có một cái trận lũ lịch sử như thế này. Ở giờ thì gió biển chỉ thấy những cái phần ni lông nó nổi lên ở trên kia. Đó. Khi mà người ta trồng những cái phần hoa màu thì có một số cái phần ni lông để tạo nên một cái hiệu quả cho trồng hoa màu tại đây. Ở mọi khi thì nếu mà chưa lụt thì ở đây nó là một cái vùng rất là sáng về đêm, khi mà bà con thắp điện để tạo ra cái hiệu suất, cái năng suất về phát triển cây hoa ở chỗ cái vùng này rất là nổi tiếng của Nam Định. Đấy, chỗ này này. Đấy, bên này cũng ngập hết rồi thưa mọi người. Chia sẻ đến quý vị các bạn cái hình ảnh khi mà đứng trên cây cầu Tân Phong như thế này, cảm thấy cũng rất là xót xa khi bà con phải chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, mất trắng những cái phần lợi ích kinh tế nông nghiệp. Đấy, chỗ này thì có thể là quan sát rõ hơn này mọi người. Đây, chỗ này này. Ôi trời ơi, đây là đào, đào mọi người ơi. Đấy, những cây đào ấy giờ nó ngập như thế này rồi. Đấy, chỗ này là phần hoa màu đấy mọi người. Đấy, trên kia đấy, bà con đang tích cực xúc cát đấy. Đấy, gió biển đang zoom rộng để mọi người có thể quan sát hình ảnh bà con chung tay phòng chống bão lũ lụt tại Nam Định. Đấy, ngay cạnh chân cầu Tân Phong. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tục tới kia. Không còn gì nữa thưa mọi người. Phía bên này thì cũng ngập. Nói chung là khi mà cái vùng mà bên cạnh, phía bên ngoài của con đê ấy, thì phần đa là ngập lụt hết. Chỉ có những cái khu dân cư ở phía bên trong thì sẽ không chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Mỗi một cái điểm vào khu dân cư của người dân mà bị ngập lụt thì sẽ có các đồng chí công an sẽ đứng túc trực tại đó và hướng dẫn bà con nếu đâu là cái vùng nguy hiểm, đâu là cái vùng không thể vào được. Nói chung là khi mà xảy ra thiên tai lũ lụt thì
lực lượng công an phối hợp với dân quân và quân đội sẽ chỉ huy phòng chống lụt bão một cách hiệu quả nhất. Đây là một số cái vườn này, chỗ này thì chưa bị ngập lụt và thấy được những cái bông hoa đủ sắc màu, màu trắng, rồi một số hoa thì chưa ra, chưa tạo thành những cái bông hoa xinh đẹp vậy đây. Rồi chỗ này thì cũng có một cái vườn cau, vườn ươm cau rất đặc biệt ngay trên thành phố này. Đấy, vùng Nam Định thì chủ yếu ở Hải Hậu và một số vùng khác thì trồng nhiều cau, và đặc biệt xã Hải Đường của huyện Hải Hậu thì trồng nhiều cau. Nhưng thật bất ngờ khi mà trên này thì có quá nhiều cau như thế này. Và mặt hàng cây giống tại đây cũng rất là đa dạng. Đấy, mọi người có thể thấy là vườn hoa lan hồ điệp. Đấy, cây này nhiều lắm thưa quý vị. Và đây là những cái ruộng trồng hoa này. Nhiều ngôi nhà đã được xây dựng mới và phát triển hơn nhờ nghề trồng hoa này. Bà con phát triển kinh tế rất là tốt, nhưng mà bà con ngoài kia thì năm nay thất bại rồi vì lũ lụt, bão lũ. Ở đây là một trường dạy lái. Vào ngày hôm trước thì gió biển có thấy rằng là các thầy giáo và mọi người đã đưa hết các cái chiếc xe lên trên cao để sợ là lụt hết cái phần sân này. Đây là phần cây giống được trưng bày ngay tại đây. Bộ Quốc phòng, trường cao đẳng nghề số 20. Dạy lái là chỗ này cũng rất là hiệu quả. Và trên Nam Định thì có trường trung cấp nghề Đại Lâm nữa thưa mọi người. Nếu mọi người thấy là ở sát những cái ngã tư, những cái điểm trọng yếu thì luôn có công an túc trực. Và có lẽ là ngày hôm nay gió biển xin dừng video clip tại đây, chia sẻ với mọi người về thông tin, những cái hình ảnh về ngập lụt tại khu vực chân cầu Nam Phong. Và rất là vui khi mà cái khu vực này thì cây cảnh đây, cây cảnh chỗ này thì cây quýt và các cây thì vẫn xanh tốt rồi. Và vào những cái dịp lễ, dịp Tết thì ở chỗ này người ta bày bán ra rất đẹp ngay trên cái con đường vành đai của thành phố Nam Định đây. Xin dừng video clip tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi người nhớ đăng ký kênh để Gió Biển chia sẻ với mọi người những cái thông tin về cơ sở hạ tầng và những thông tin về tình hình bão lũ tại Nam Định. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.